Hello, và hôm nay chúng ta đã cùng nhau tới test số 9 trong chuỗi 10 test rồi cả nhà ơi. Alright, không biết là trong những test trước mọi người đã học tập như thế nào nhỉ? Đấy, phải tích cực và nghiêm túc nha. Alright, còn bây giờ chúng ta cùng nhau chinh chiến với test number 9 và bắt đầu như thường lệ với part number 5 nhé. Part number 5 chúng ta sẽ có 6 câu hết mọi người nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Let's go. Alright, với câu số 1, mọi người để ý chúng ta cùng nhau đọc lên thử nào. Mr. O'Sullivan oversaw the electrical work in the new apartment building. Blah blah blah, the river. Và chúng ta có the river là một cụm danh từ, noun phrase. Thế thì rõ ràng ABCD của chúng ta là những giới từ. Và into vào trong, as với vai trò là to, đến, by, kế bên. Chúng ta cùng nhau thử dịch nha. Mr. O'Sullivan oversaw có nghĩa là giám sát cái công việc về liên quan tới điện trong cái tòa nhà chung cư mới. Và cái tòa nhà này như thế nào đối với cái con sông này? Tòa nhà này như thế nào nhỉ? Chúng ta đang cần một giới từ chỉ nơi chốn đúng không? Tòa nhà này kế bên con sông, đó là by the river. Và mọi người không biết thì chúng ta sẽ cùng nhau ghi chú thêm một cái cách dùng mới của chữ by. By mà đi với nơi chốn chúng ta gọi là kế bên. Nhưng by cộng với thời gian, cho ví dụ như by Friday, by morning, thì chúng ta không dịch là kế bên nữa mà là yes, đó là true. Alright, ok chưa? Chúng ta nhớ ghi chép lại cẩn thận những kiến thức mà chúng ta đã học được trong các test nha. Rồi, tiếp tục với number 2, câu số 2. Ở đây mình thấy ABCD một lần nữa lại đứng trước một cụm danh từ new management. Và nó là, đúng rồi, giới từ. Chúng ta có across, khắp, under, dưới, beside, kế bên, và near, gần. Chúng ta thử dịch nha. As of next week, kể từ tuần sau, thì chuỗi khách sạn mang tên Contemple Inns sẽ... Well. Cái này chắc chắn mọi người sẽ không làm được nếu chưa biết cái cụm từ này. Có nghĩa là nó là một cái thói quen dùng từ luôn đi cùng với nhau. Và ở đây chữ under thì thường thường mình dịch là dưới. Nhưng trong trường hợp này chúng ta sẽ không hiểu là dưới, mà mình dịch là chịu sự quản lý, đúng không? Được quản lý bởi một người nào đó, chẳng hạn như vậy. Thì trong trường hợp này mình dịch là chịu sự quản lý. Có nghĩa là vừa mới có ban giám đốc mới đảm nhận. Chúng ta có under management hoặc là under supervision, có nghĩa là chịu sự giám sát của ai đó. Đấy, alright, mọi người nhớ ghi chú cụm từ này nha. Hoặc mình có thể dịch là dưới sự giám sát cũng được nhỉ. Alright, tiếp tục chúng ta tới câu số 3, number 3. Ở đây chúng ta sẽ có một A, each, B, all, C, every, D, total. Thì tất cả các đáp án lần này đều là lượng từ mọi người ha. Và để chọn được lượng từ thì chúng ta phải để ý cái danh từ đằng sau, đó là employees. Employees trong trường hợp này mọi người thấy là danh từ gì đây nhỉ? Yes, đó là danh từ số nhiều. Thế thì chúng ta sẽ cần một lượng từ đi được với danh từ số nhiều. Thì đó là câu câu B, đúng không nào? Tất cả nhân viên mong muốn nghỉ thì phải nộp cái yêu cầu trước 2 tuần. Sure. Đấy. Nhưng mà nếu như mà khi mà chúng ta dịch thì trong trường hợp này chữ every cũng có thể được, đúng không? Mỗi nhân viên. Đấy. Nhưng mà mình để ý là chúng ta có danh từ số nhiều chỗ này thì không đi với every được. Đấy. Thì trong câu này chúng ta không những là dùng từ vựng mà cả ngữ pháp luôn mọi người nhé. So, let's go. Number 4. Changes to the toughest software formulation fail to remain, có nghĩa là còn lại. Result, kết quả. Appreciate, cảm kích. Và appeal, có nghĩa là thu hút. Thì tất cả những động từ đứng sau giới từ to này thì chúng ta sẽ cùng nhau chọn đáp án nào đây. Mình thử dịch nha. Những sự thay đổi đối với công thức đồ uống top fish này, nó đã không thể thu hút được người tiêu dùng. Và mọi người có biết một từ vựng tương đương với chữ attract và từ đó phải kết hợp với giới từ to ở đằng sau, đó là appeal to. Đó là câu đi. Đấy, chúng ta ghi chú ha. Và chúng ta cũng nên có thêm một cái cụm từ cũng hay gặp nữa, đó là fail to do something, có nghĩa là thất bại hoặc là không thể làm được điều gì. Alright. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta dịch lại một lần nữa nha. Đó là những sự thay đổi đối với cái công thức này á, thì những sự thay đổi đó đã thất bại, đã không thể nào thu hút được người tiêu dùng. Ok ha. Chúng ta nhớ ghi chú những cụm từ này nhé. Rồi, mình tiếp tục tới câu số 5.
Đối với câu số 5, mình đang cần một danh từ để đứng đằng sau mạo từ the. Chúng ta có authors, nhà văn, announcers, người thông báo, dancer, vũ công, và cuối cùng agents, nhân viên. Vậy thì phải dịch thôi mọi người ạ. Cái người nào đó, người mà làm việc cùng cái công ty ARF này, nhìn vào đây là công ty thu nhạc rồi đúng không nào, đang tìm kiếm những cái tài năng, những cái nhạc sĩ tài năng nhưng mà chưa được biết tới. Đấy, người mà hy vọng thu cái album đầu tiên. Vậy thì ai mà cái công việc là phải tìm kiếm những cái nhạc sĩ mới tài năng đó nhỉ? Chắc không thể nào vũ công mà đi tìm những người này được rồi. Người thông báo, nhà văn thì càng sai. Đáp án đó là nhân viên làm trong công ty ARF Recordings, nhân viên làm trong công ty thu âm nhạc, đúng không nào? Đấy, mọi người để ý, agents của chúng ta là nhân viên làm trong agency, đúng không nào? Đó, rồi, chúng ta tiếp tục ông bài nhé. Đầu tiên, trước hoặc là kế bên, đó là by. Good job. Mọi người nhớ khi nào chúng ta dịch hiểu là trước. Đúng rồi, khi nó đi với thời gian đằng sau. Còn khi nào chúng ta sẽ hiểu đó là kế bên? Đó là đằng sau là một nơi chốn. Tiếp tục, chúng ta có dưới sự quản lý, chịu sự quản lý, đó là under. Đúng rồi, management. Under management. Tiếp theo, thu hút, chúng ta có động từ appeal to. Agent có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Nhân viên, chính xác. Không thể làm gì, thất bại trong việc làm gì. Fail to do something. Và cuối cùng, chúng ta có tài năng. Đấy, những nhạc sĩ tài năng nhưng chưa được biết tới. Đó là talented. Alright. Vậy thì đây, chúng ta đã xong phần số 5. Rất là nhanh gọn và dễ hiểu đúng không nào? So, let's move on to part 6. Và tiếp tục với phần số 6, part 6 của chúng ta lần này, mình sẽ mang tới chủ đề đó là một cái yes, email. Và trong trường hợp này mình đọc thông tin sơ bộ về cái email này từ ai nè? Dean Verdorn gửi cho, đúng rồi, tất cả cộng sự bán hàng. Chúng ta đọc một xíu, bạn Dean Verdorn này là giám đốc tòa nhà đúng không nào? Đấy. Rồi mình sẽ đi vào câu 135 trước. Chúng ta thử dịch nha. Thì chúng ta có for that reason, có nghĩa là vì lý do đó. For instance, cho ví dụ, unfortunately, không may, và on the other hand, mặt khác. Chúng ta thử đọc bài này một tẹo nào. It is very important to us at V&J Camping Supplies that we work together as a unit. Điều này rất quan trọng đối với chúng ta tại công ty V&J Camping Supply. Đó là chúng ta phải làm việc thống nhất với nhau như là một đội. Đấy, teamwork không những cải thiện được cái productivity, có nghĩa là năng suất, mà nó còn tạo ra được cái sự hài lòng cho cả khách hàng và nhân viên. Chúng ta sẽ kết hợp lại cái hoạt động đội nhóm vào trong cái kế hoạch cải thiện cửa hàng, nội bộ cửa hàng. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây, cái câu này là kết quả của cái nguyên nhân ở trên. Nên đáp án sẽ là câu A, for that reason. Vì lý do đó, vì nguyên nhân đó. Đấy, nên chúng ta sẽ bắt đầu một cái chương trình mới đúng không nào? Nào, chúng ta thử đọc tiếp tục nào. Cái kế hoạch đó là chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra, sẽ làm cho nhân viên, quản lý cũng như là khách hàng vui, đấy, hạnh phúc. Không biết kế hoạch gì đây. Chúng ta tiếp tục đọc thêm nào. 136. Alright, chúng ta nhìn vào câu 136 với A, for, cho, that, rằng, whatever, bất kỳ những gì, và where, nơi. Chúng ta thử đọc câu nào. We will be redesigning the walls in our stores. Chúng ta sẽ tái thiết kế lại tất cả các tường trong cửa hàng của mình để mà trông giống như những cái cây. Đấy, trees là cây. Với hollow spaces. Với cái không gian rộng, có nghĩa là một cái cây và sau đó nó có một cái lõm vào trong. Đấy. Tiếp tục, sản phẩm có thể được trưng bày. À, chúng ta có một mệnh đề đằng sau. Thì ở đây mình sẽ chọn cái cây, cái không gian đó, rồi mình bỏ sản phẩm vào trong đó đi trưng bày cho khách hàng tới chọn và cảm thấy có cảm hứng hơn để mua. Và đáp án đó là câu đi nơi. Đấy, cái không gian nơi mà mình bỏ sản phẩm vào để trưng bày. Ok ha. Ok, đối với câu 137 này thì chúng ta sẽ nhìn vào ABCD để biết được ngay lập tức nó là câu hỏi ngữ pháp hay từ vựng. Yes, nó là câu hỏi ngữ pháp và ngữ pháp chia động từ give. Và động từ give này chúng ta sẽ nhìn kỹ thử lại cả câu này xem nào. Những cái kệ có cái chủ đề hoạt động ngoài trời này là những cái unit, có nghĩa là những cái phần. Tường, module, có nghĩa là có thể tách ra, có thể lắp ráp được. Đấy, một cách dễ dàng.
Đấy, và những associate có nghĩa là những cộng sự được giao cái nhiệm vụ này thì làm việc một cách hợp tác theo nhóm. Vậy thì câu này chắc hẳn là câu đúng rồi, câu bị động, passive, những cộng sự được giao nhiệm vụ. Thế thì trong trường hợp này chúng ta sẽ loại ngay lập tức câu A và câu C, bởi vì những bài này là chủ động, chỉ còn lại B và D là bị động. Vậy thì để chốt được đáp án, chúng ta phải coi thử bị động này đúng là thì gì? Đó là thì hiện tại, thì quá khứ đơn hay là thì tương lai đơn? Thì chúng ta sẽ cùng nhau check lại một xíu những cộng sự associates này để lắp ráp, đúng không nào? Thì những cái hành động này đã thực hiện chưa nhỉ? Hành động lắp ráp này, làm việc này đã thực hiện chưa nhỉ? Chưa, nó chỉ là cái kế hoạch thôi. Nên đây sẽ là thì tương lai. Cái này chỉ là kế hoạch mà người ta đề ra. Alright. Chúng ta tiếp tục. Và đối với câu 138 thì chúng ta sẽ thử đọc ở đằng sau nha. When it is complete, khi nó hoàn thành, thì chúng ta sẽ chất hàng lên kệ, lên shelf và sẽ có một cái sự kiện tái khai trương. Khi nó được hoàn thành. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái manh mối thông tin về thời gian. Và đó là chính xác là câu B, đúng không nào? Dự án này sẽ mất một ngày. Đó, và sau một ngày đó thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện đó, mời khách hàng tới để chung vui. Rồi, tiếp tục chúng ta ôn bài sau cái phần số 6 này nhé. Alright, number 1, chúng ta có năng suất là productivity. Good job. Tiếp tục, chúng ta có sự hài lòng, satisfaction. Good job. Rỗng, vít một cái tường đúng không? Tạo ra bằng cây, hình thù giống cái cây và nó rỗng, bỏ sản phẩm trong đó. Hollow, good job. Cộng sự, associate. Từ vựng này nếu mà là động từ thì chúng ta sẽ phát âm là associate, có nghĩa là cộng tác mọi người ha. Tiếp theo, lắp ráp, assemble. Assemble, lắp ráp. Vậy thì chúng ta đã xong phần số 6 luôn rồi. Đấy, nếu như mà mọi người đang học ở bên màn hình thì chúng ta sẽ cũng phải ghi chép lại cẩn thận những từ vựng và những kiến thức này nha. Đấy, học tập nghiêm túc dù cho học trực tiếp hay là học qua video. Rồi, tiếp tục với phần cuối cùng, part 7. Ok, đối với part 7 lần này, đây là một cái thông tin của một công ty mang tên là Sky High Roofing. Rồi, chúng ta sẽ tới câu đầu tiên, 164. For whom is the document most likely intended? Cái tài liệu này sẽ dành cho ai? Có thể là dành cho ai? A. Ladder manufacturers, nhà sản xuất thang. Đấy, thang để mình leo. Câu B. Clothing designers, những nhà thiết kế quần áo. Câu C. Home inspectors, những thanh tra nhà. Và câu D. Roof installers, những người lắp đặt mái nhà. Chúng ta đọc một xíu sẽ ra ngay lập tức. Workers, những công nhân làm việc trong lĩnh vực đó là xây dựng hoặc là sửa chữa mái nhà, thì đối mặt với những cái nguy hiểm tiềm năng, đúng không nào? Thang nè, cửa kính, cửa sổ trên building nè, và những cái sự thực hiện về công việc thể chất đấy, tới những cái yếu tố về thiên nhiên thì nó sẽ có những cái rủi ro, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta đọc ngay chỗ này một xíu là đủ biết ra được cái dòng này dành cho ai rồi. Đó là những người mà đúng rồi, lắp mái nhà. Đó là câu D, roof installers. Câu 165, the word practices ở đoạn 1 dòng số 3 gần nghĩa nhất với A, B, C, D. Chúng ta cùng nhau đọc tiếp tục nào. Stay safe, hãy cố gắng giữ an toàn bằng cách sử dụng những cái practices phổ biến sau, thông thường sau. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có practices, đây là đúng rồi, là những cái hành động, những cái hành động mà mọi người nên thực hiện để bảo vệ cá nhân mình trong quá trình lắp đặt. Alright, nên đáp án sẽ là câu A, regular actions, những hành động thông thường. Chúng ta lưu ý từ vựng này ha. Rồi, mình tiếp tục tới câu 166. What is indicated in the document? Đây là một câu khá là rộng. Điều gì được đề cập đúng trong cái tài liệu đó? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đọc xung quanh cái thông tin về ăn mặc để cho an toàn. Rồi, chúng ta thử dịch nào. Wear long sleeve shirts, mặc
áo long sleeve có nghĩa là dài tay, thậm chí là trong thời tiết nóng. Đấy. Tiếp tục nào, và giữ cho cái cổ tay của mình phải gài nút, gài nút lại. Tiếp tục, wear long pants without cuffs, mặc quần dài nha, mà quần đó không có cái gấu quần. Đấy, bởi vì á, mấy cái gấu quần đó nó có thể là vướng vào mấy cái vật liệu trên mái. Đấy, và nó có thể là dính mấy cái bụi bẩn hoặc là những cái gì đó mà mình tạo ra, mình đang trong quá trình sửa đó, lắp đặt á, nó sẽ như là đinh chẳng hạn như vậy. Rồi, tiếp tục, wear work boots, mang giày, đúng không nào, mang giày, giày lao động. Cái mà nó cover cái ankle, có nghĩa là che được mắt cá, và thay những cái giày khi mà cái đế nó có dấu hiệu đó là mòn. Wear ở đây là mòn mọi người nha. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đó là câu gì nhỉ? Đấy, đó là câu C. Quần áo phải phủ, phải cover được tay và chân. Đó, quần dài và áo có tay. Ok ha? Yeah. Rồi, chúng ta lưu ý những từ vựng này. Essential có nghĩa là thiết yếu. Mặc những cái quần áo đó. Đấy, thiết yếu, bắt buộc phải mặc. Đấy, vậy thì từ vựng này nó mạnh hơn chữ necessary mọi người ạ. Tiếp tục, chúng ta tới câu tiếp theo 167. What is not mentioned in the document as a safety measure? Vậy thì đây là câu hỏi not mà chúng ta thường hay làm những test trước đúng không? What is not mentioned? Điều gì? Alright, 167. What is not mentioned in the document as a safety measure? Lại một lần nữa, đây là câu hỏi not với cách thức làm bài là... Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng phương pháp loại trừ. Cái nào sau đây không được đề cập trong cái tài liệu là một cái phương thức an toàn? Alright, vậy chúng ta thử nhìn vào cái thông tin ngay chỗ này. Wear work boots, mọi người còn nhớ chỗ này ha. Đó là mang giày lao động mà nó có thể che được cái mắt cá của mình chẳng hạn như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là giày, thì chúng ta có thể dùng từ vựng gì thay thế nha? Đó là footwear, đúng không? Sturdy trong trường hợp này có nghĩa là bền, chắc. Đấy. Tiếp tục, use protective eyewear. Có nghĩa là đeo. Eyewear là gì nhỉ? Hồi nãy là footwear là đồ để mang chân, còn eyewear là, đúng rồi, mặt kiếng. Đấy, thì đáp án đó chúng ta sẽ loại ngay lập tức câu A, using safety glasses. Nó dùng từ đồng nghĩa mọi người ạ. Tiếp tục, check the condition of ladders and all safety equipment. Kiểm tra cái tình trạng của cái thang và tất cả các thiết bị an toàn. Vậy thì câu đó tương đương với câu D, thực hiện sự kiểm tra thiết bị. Vậy thì hồi nãy giờ đó là những đáp án đã đề cập rồi. Còn bạn nào chưa đề cập? Đó là câu B, đeo đấy tai nghe, cái đồ nhét tai. Yes. Rồi, tiếp tục chúng ta ôn bài. Câu số 1, thiết yếu vô cùng cần thiết. Essential, đúng rồi. Tiếp tục, bền chắc. Những cái giày mà có thể đi được lâu nè, không có bị mòn nè. Sturdy, đúng không? Sturdy. Tiếp tục, mắt kính. Mắt kiếng. I wear glasses. Tiếp tục, hành động. Practice. Alright. Và cuối cùng chúng ta có mái nhà. Roof. Alright. Và đó là tất cả của test number 9 ngày hôm nay. Ok, nếu mọi người thấy thích và hữu ích thì chúng ta nhớ thả tim và share ra nha. See you. Mr. TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.